Chào quý vị và các bạn trở lại với Minh Outdoor ở Đông Hà Nội. Sản phẩm cửa hàng tôi muốn giới thiệu đến anh em đó là một mẫu lọc nhạc kiêm pre hay còn gọi là dề. Tại sao gọi là lọc nhạc gọi là dề? Dề thì nó hơn lọc nhạc là nó có volume, có lao lớt và cân loa và rất nhiều đường vào âm thanh. Thường lọc nhạc thì nó sẽ có nhiều nhất là tầm 2 đường vào, đấy là cơ bản. Như dề thì nó đường vào nó nhiều như là một thiết bị âm ly bình thường. Đấy, các bác có thể nhìn thấy CD, phono, tuner, AUX1, AUX2, T1, T2 rất nhiều. Và đây là cân loa, lao lớt, CD Direct, volume. Volume này anh em có thể vặn trên âm ly hoặc là vặn ở đây, muốn để chỉnh ở cái nào cũng được. Và nó rất thích hợp để mọi người có thể dùng ghép vào đẩy, bởi vì đẩy nó mình sẽ chỉnh volume ở trên âm ly. Đây là một sản phẩm lọc nhạc pre và là dai lớn nên là kiểu gì đó cũng sẽ có đa cầu điện. Đang để điện 220, nếu anh em thích thì có thể để sang điện 100 hoặc 110. Đường ra âm thanh thì lúc nào cũng chỉ có một đường thôi, và đường vào thì rất nhiều. Số series của sản phẩm là 3092, có mã là KC209, 15W. Cái W thì không quan trọng nhé, riêng lọc nhạc đừng quan tâm đến W. Đường vào phono dành cho đĩa than. Nếu mặt đằng sau anh em nhìn sẽ rất giống với một cái âm ly. Đây, âm ly ở bên dưới này, nó gồm những đường vào đường ra giống hệt luôn. Thì ngoài đây nó còn có đường ra là rec này, xuất ra xúc điện, nó cũng là một đường ra, thì nó là một cái pre. Đó là một mẫu lọc pre điện tử và các bác có thể lưu được rất nhiều kiểu nhạc. Đây, các kiểu đây, tôi đang có 5 kiểu và kiểu số 1, số 2 tôi đã lưu sẵn. Ngoài ra còn có kiểu số 3, số 4, số 5. Mình nghe kiểu nào mình sẽ lưu kiểu đó. Nút display là nút nháy, nó nháy cũng rất đơn giản thôi. Còn về chất lượng âm thanh của Kenwood thì âm bass đánh sâu và tép sáng, âm thanh ấm, ngọt. Đó là những gì dòng Kenwood nó thể hiện, đó là âm ly và lọc nhạc. Rất hay luôn, nếu mà nói về âm thanh của Kenwood. Mở to và anh em cùng nghe rõ. Kiểu số 3 đây, chỉnh nhạc này. Mình chỉnh theo ý thích của mình, thích nhiều bass thì cho lên đó. Đó. Và đây là lao lớt này, ấn ra là không có lao lớt, ấn vào là có lọc và không có lọc thì ở nút defit này đó. Ấn vào đó nó sẽ hiện chữ equalizer. Phía trái, phía phải, bạn volume ở đây. Sản phẩm bãi zin 100% và đẹp xuất sắc không tì vết anh em nhé. Góc cạnh không hề sứt mẻ, không sứt mẻ, không cong vênh. Nắp tre còn đẹp. Và thông tin địa chỉ Minh Outdoor Đông rất rõ trên tờ biển, quý khách hàng có thể đến tận nơi xem hàng, đặt cọc tiền. Xin chào các bạn.